Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Cô bác anh chị nào chưa đăng ký kênh có thể cho một lượt like đăng ký kênh nha. Bật chuông thông báo để cập nhật những cái kèo kiếm tiền miễn phí đến từ kênh YouTube của em. Video này em xin phép cập nhật cho tất cả quý cô bác anh chị mình về cái dự án là Zcoin Vàng. Đây là một trong những cái dự án đời đầu sau dự án Notcoin anh chị. Đến bây giờ cũng đến giai đoạn nước rút rồi. Và video này cụ thể là em sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách tham gia ăn chia cái phần thưởng 10 tỷ token Zcoin Vàng và chúng ta làm các nhiệm vụ khác. Em tổng hợp hết trong video này mọi người xem nha. Lúc trước là có hai cái dự án, một là Zcoin Vàng, hai là Zcoin Trắng. Thì thằng này thì nói thằng kia cam, thằng kia nói thằng này cam, nhưng mà cuối cùng thì em tìm hiểu được là Zcoin Trắng á, là nó thua thằng Zcoin Vàng, thua ở cái vấn đề về mặt pháp lý và thứ hai nữa về cái quy mô dự án. Và thằng Zcoin Trắng á, là của em không vào được nữa, nên là mấy nay cũng chia sẻ ha. Còn Zcoin Vàng này thì rất là ok và khả năng cao sau này cái dự án Zcoin Vàng này sẽ list trong cái gì ạ, list trong cái sàn OKX. Anh chị chưa có thì có thể xem video dưới phần mô tả nha, đăng ký ngay, xác minh tranh thủ cho mọi người, tại vì họ cũng hợp tác với cái ví OKX với lại để ăn chia 10 tỷ token. Rồi trong video này em sẽ làm hết nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái nền tảng X giùm em một cái. Cô bác anh chị mình gõ trên cái chữ Zcoin. Anh chị thấy có hai anh nè, một anh vàng một anh trắng đúng không ạ? Thì trắng này thì bỏ qua đi ha, em không muốn vào được nữa và em thấy này nó cũng không có tiềm năng bằng Zcoin Vàng. Anh chị nào đã có cái dự án Zcoin Vàng cố gắng kiên trì nha, chúng ta nhấp vào Zcoin Vàng ở đây nè. Thì đây là cái kênh của họ, anh chị thấy không ạ? Đây. Rồi. Ở đây họ có một cái tích nè. Chương tiếp theo của Zcoin được viết bằng Z tích hợp OKX Connect, tức là OKX Web3, đó là câu trả lời để chúng ta ăn chia phần thưởng. Thì anh chị nhấp vào OKX Web3 đây thì cũng có thông tin nè, đúng không ạ? Đây. Đó. Thì ở đây họ có tích là một bài viết nè. Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng 10 dự án đã tích hợp OKX Connect vào nền tảng của họ. Một trong những dự án đó chính là Zcoin Vàng. Chúng ta thấy, anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi. Bây giờ đầu tiên á, là em sẽ chia sẻ cho chúng ta cái cách chúng ta liên kết con bot với cái ví OKX Web3 với Lạc để lát chúng ta ăn chia phần thưởng nha. Anh chị vào trong cái con bot của Zcoin Vàng. Đây, Zcoin. Chọn Play for Europe. Anh chị nhấp vào chỗ X này đi. Thì ở đây cái cách khai thác thì ai cũng biết rồi. Anh chị nhấn dùng ngón tay chúng ta kéo thế này nè. Chúng ta kéo một chút nó sẽ đến một cái cho chúng ta nhận nhiều hơn. Ai mà có kèo này rồi thì cố gắng anh chị nha. Rồi bắt đầu nè, anh chị thấy mà. Dùng ngón tay chúng ta kéo qua kéo lại gì cho nó nhanh. Đó. Đây là cái khai thác ha. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ chúng ta làm gì thì hiện tại có rất nhiều cái nhiệm vụ anh chị. Bây giờ chúng ta nhấp vào cái mục kiếm này. Đó. Anh chị sẽ thấy ở đây nó có ba cái mục. Bên trái là nhiệm vụ hàng ngày thì chúng ta có thể làm để chúng ta nhận kiếm thêm. Ở đây có mục daily check in, tức là check in hàng ngày chúng ta nhấp vào, chúng ta chọn bắt đầu. Đem chuyển sang 4G nha. Anh chị nhấp vào bắt đầu hoặc là chữ xa. Rồi chúng ta nhấp vào tuyên bố. À cái này là nó bắt mình kết nối với Python à. Giống như là kiểu hình như là chúng ta cần phải có to để cho ra đó. Ha. Không, cái này thì chúng ta nhấp vào bên trái cho em đi là xong anh chị. Nhấp vào bên trái á, đừng nhấp vào bên phải. Thì các nhiệm vụ khác anh chị có thể chúng ta nhận nè. Đó. Là xong nè anh chị thấy mà, cái nhiệm vụ hàng ngày nha. Và tiếp theo cái nhiệm vụ ở giữa. Thì ở đây cũng có các nhiệm vụ anh chị có thể là follow TikTok, nói chung mấy cái này em thấy cơ bản thì chúng ta cứ vào chúng ta làm chừng vài phút là xong. Rồi chúng ta chọn follow. Đó. Rồi chúng ta quay trở về. Chọn kiểm tra, làm chậm chậm. Nhận. Đó, các nhiệm vụ này là cơ bản. Follow Instagram nè, subscribe kênh YouTube nè. Mấy này thì chúng ta cứ làm anh chị. Đăng ký.
Rồi, chúng ta quay trở về. Làm từ từ, chọn kiểm tra. Nhấp vào nhận. Đó là xong. Cái nhiệm vụ khác anh chị làm nha. Quan trọng cái chỗ này nè, cái nhiệm vụ đặc biệt phía trên bên phải nè. Tiếng Anh nó là sẽ là PepsiCo ha, nhấp vào. Thế thì chị thấy chúng ta sẽ kết nối với các quý ở đây có nhiều cái quý, ví dụ như là Jet Skipper, Jet Summer hay là Cat. Rồi, cái quan trọng chúng ta thấy là OKX Connect là chúng ta nhấp vào đây cho em nha. Rồi chúng ta sẽ chọn là Connect với Lệt. Đối với cái kèo này á, chúng ta muốn tham gia ăn chia phần thưởng này, chúng ta phải có cái sàn OKX và phải có ví. Tại vì trong cái sàn OKX nó có hai cái, một cái bên trái là sàn, bên phải là ví nha. Thì anh chị nào chưa có đăng ký sàn này thì em nhắc chúng ta có thể xem video hướng dẫn dưới phần mô tả anh chị nha. Chúng ta chọn kết nối. Đó, chúng ta kết nối xong chúng ta sẽ nhận luôn. Anh chị thấy nó sẽ hiển thị cái địa chỉ của chúng ta trên đây luôn. Đó. Đó là xong. Rồi, chúng ta kết nối đây xong rồi thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Anh chị vào trong cái sàn OK giùm em ha, đây nè. Bên trái là sàn. Bên phải là ví. Chúng ta nhấp vào quý VIP 3. Sau đó của bác anh chị mình nhấp vào cái mục khám phá ở dưới bên phải nè. Sau đó mình sẽ thấy cái nhiệm vụ là Crypto Fedia, anh chị nhấp vào. Ở đây này sẽ xuất hiện cho chúng ta là thấy không ạ? Zcoin 10 tỷ nè. Đó. Thì cái này em cũng chưa nắm là 10 tỷ tốc cành hay là 10 tỷ điểm nha. Thì chúng ta cứ chờ có thì chúng ta cứ tham gia đi, free mà. Chăm chỉ làm thì mình có anh chị. Rồi chúng ta vào đây chúng ta cần phải làm hai cái. Ở đây hiện tại có tổng là 140.500 người tham gia và bên đây có phần thưởng là 10 tỷ. Em nghĩ chắc là 10 tỷ tốc cành đó. Rồi chúng ta cần làm hai cái, một là theo dõi kênh ít của họ, hai là chúng ta hoàn thành liên kết với cái quý biết bảo cây với lệnh, sau đó nhấp vào xác minh. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhấp vào một bắt đầu ngay ở đây, chúng ta chọn xác nhận. Thì lúc này chúng ta cần phải vào cái kênh ít của họ để chúng ta follow. Rồi chúng ta có thể chọn login ở đây. Chúng ta đăng nhập anh chị ha. Chúng ta đăng nhập vào bằng cái gì ạ? Chúng ta đăng nhập bằng cái thông tin số điện thoại hay là cái mật khẩu của chúng ta. Thì anh chị chúng ta sẽ đăng nhập vào ha, chúng ta làm. Cái này em quên thông tin thì bây giờ em phải nhập lại mới được anh chị. Rồi chúng ta quay trở lại ha. Rồi chúng ta chọn một là bắt đầu ngay cái nhiệm vụ thứ hai. Thì ở đây nó sẽ check xem là mình có liên kết hay không. Ở đây là mình đã có liên kết rồi, có địa chỉ hết trơn rồi. Thì chúng ta sẽ nhấp mục quay lại OKX. Rồi sau đó anh chị nhấp vào Zcoin này nè. Rồi chúng ta chọn là xác minh xem sao. Chọn xác nhận. Thiết lập. Ở đây chúng ta cần phải thực hiện quét không phải là bot. Ở đây nó có 3 mũi tên thì chúng ta sẽ nhấp thứ tự ở dưới giống như nó. Hướng lên nè. Hướng sang phải và hướng xuống. Hơi chệch một chút ha. Đó, ba hướng chúng ta chọn OK. Chúng ta làm đúng là được anh chị. Rồi anh chị thấy là hai cái mục này nó đã hoàn tất. Đối với cái mục đầu tiên này của em không có đăng nhập vào trong cái ít. Nhưng mà trên ít của em thực sự là em cũng đã follow rồi. Anh chị thấy mà trên ít mình đã follow họ rồi thì nè anh chị thấy nè, đó. Nên là nó sẽ check OK. Thì chúng ta làm cái này thì chúng ta ăn chia phần thưởng anh chị. Các nhiệm vụ này cơ bản mà mọi người gắng làm. Phải chăm chỉ mới có tiền được anh chị. Rồi chúng ta vào trong cái con bot của họ tiếp. Rồi ở đây á, chúng ta muốn có skin á, skin của các sàn này kia thì chúng ta nhấp vào cái mục là skin ở dưới bên phải nên chị thấy không ạ? Đó. Thế ở đây nó sẽ xuất hiện cho chúng ta rất là nhiều. Như là sàn OKX, sàn BitGet, sàn BinX, sàn HK, sàn Bybit và cuối cùng có thể là sàn Binance ha. Bây giờ em sẽ lấy cái skin của OKX thì anh chị nhấp vào cái mục nhận dưới. Thì đây chúng ta cần làm các nhiệm vụ ha. Cái này chúng ta làm từ từ, làm nhiều quá là sẽ bị quét cái tài khoản ít ha. Anh chị nhấp bộ xa đầu tiên. Rồi chúng ta retick lại.
Để em xem kỹ lại coi. Like, retweet à. Anh chị cứ không retweet thử xem sao, nhưng mà chúng ta cứ like coi thử xem sao nha. Rồi đoan hết rồi thì anh chị nhấp vào một loại get skin nè, xem được hay không. Rồi vậy là được anh chị. Tiếp theo là cái biết get thì chúng ta cũng nhấp vào ở trên nè, thành nó sẽ đưa mình đến cái này, thì mình cứ like và mình bình luận ha. Rồi chúng ta làm từ từ, chúng ta vào cái này xa đó, thì mình cũng vào đây cái mình cũng thế này. Rồi chúng ta quay trở về, chúng ta chọn get skin đó, thì cái này chúng ta nhận ha. Rồi quan trọng là chỗ cái gì ạ? Cái mục hồ sơ này thì nó có các thông tin liên quan. Rồi nó có cái mục save ở đây, thì đây là cái gì ạ? Đây là các con bot của nó và cái level kiểu vậy. Rồi cái mục bảng ở đây là cái thông tin của chúng ta đó. Rồi cái mục kiếm thì ở đây nó quan trọng, nó có một số cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm để chúng ta kiếm thêm ha. Nhiệm vụ nè, Follow Instagram bắt đầu. Quay trở về kiểm tra nhận đó anh chị. Rồi chúng ta làm cái này luôn, tích lại anh chị, bình luận xong mình tích lại cái đi ha, tăng lại. Rồi kiểm tra nhận là xong đó anh chị, các nhiệm vụ cơ bản nha. Còn cái đặc biệt này thì chúng ta sẽ kết nối với cái này cho chúng ta làm thêm, kiếm thêm nếu như chúng ta muốn. Rồi nhiệm vụ hàng ngày, rồi cơ bản là vậy ha. Cái dự án này khi nào có cập nhật mới hay là lít sàn này kia thì em sẽ cập nhật cho các bác anh chị mình tiếp theo. Thì mọi người cố gắng kiên trì mấy cái kèo này nha, đây là những cái kèo dạng đời đầu nên là cái tỷ lệ thành công cũng rất là ok, còn những kèo sau thường là nó nhái không à.